Nam Thiên Đế Thích Diện phóng sinh ra công chùa, đời dòng lễ ra dâng văn tiên thánh thường. Thank you.
thiên tài. Người mang nổ bao nhau xuân đi sang đón cách hoa đào ai đi lên câu đồng nghe cô mới về ai đi lên câu xin đông phương mới về. Thank you.
lên sức sinh Phật thành so con dịch vừa xa dịch in lên cuộc mẫu mi tam tòa dịch in lên cuộc mẫu mi tam tòa ý à. Xin ngàn xa đôi tay vơi múa xin dựng cát xứ xa thấy giờ về nước dây reo vàng mây che nắng gió reo đình ta dần dần bước khoan tay nhẹ nhàng mắt long lanh ôi như hoa ra dặm như lòng cả dưới nước bước về tung bay phát ra giờ về đây giờ về đến đây đã khúc đi đã ấm no gió mọi nhà lời ý 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
sân tín hương tấm đồng bào thái mãn tuần xin tháng lễ người đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân đi thôn ấp mới nhắc vòng tổ giặc yên. Khi xuân sang nghi mờ hội đua thuyền nam thanh nữ tổ cùng lên đua tài. Rơi 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 hoa đang cười, sắp bông hoa đang cuốn ở đôi
phước công đồng nghiêm xa họ ba ba sức thiên ngọc nghiêm xa tây điên nam mơ cúc nhạc sinh hoa tây điên nam mơ cúc nhạc kỳ sinh hoa nhạc ca ba khúc nghe từ hồi nghỉ quân tiên gửi lời gần hoan sức bằng vàng thành tỏ vô cương gửi lời người quân hoan sức bằng vàng thành tỏ vô cung sâu cửu sứ thanh nghi thanh gia hồi cung
đồng bỏ xi lăng ai lên đồng bỏ xi lăng thách ra hồi cùng bắc lề bao sai đi bắc lề thành ra hồi cùng sai bảo hà nhắn ai sông ngọc thấp mi cao giữa đêm xuân, đêm xuân ngoan cảnh nghi vườn đào hỉ thank you.
con bạc xe ngà đèn pha lê cây vân mộng ngọc chén xích liêu ly các cô pha trà hay là rượu đơn tay tiên dương chén dựng nhất tuần sơ dựng lên bề ngọc kính vuông phao tạ mẫu các cô nâng nào lại vào rước quan hoàng bầy rơi ô rơi rước quan hoàng bầy rơi tay điên xuống trên rượu đà nhị tuần á dựng lên bề ngọc kính vuông tạ mẫu các cô nâng lại vào rước quan hoàng bầy rơi ô rơi rước quan hoàng bầy rơi tam bôi trước xem rượu đào tam tuần dũng dựng lên đi bề ngọc kính vuông ta mẫu các cô nâng vào lại vào rước quan hoàng bầy rơi ô rơi rước quan hoàng sơi xin bảo hà có lắm cảnh thú vui ông bảy người vui với phù sung với cỏ cây tuyết nguyệt phong hoa hoàng lấy thơ làm bàn cầm kỳ thi tiêu thơ vui vậy vui cũng kịp khiêng bảy người ngồi nghe đàn hát lúc ngắm xem hoa lúc ẩm xa xa tàu thuốc lá quan hoàng bảy người ưa thích thuốc cống với kẹo xiêu lúc thành quan hoàng bầy nhắn ai lên đất đi hà bảo ôi hà bảo hà đêm mùi phong nguyệt đi đó đó là tiết cảnh thần tiên ở xa ở liệu mà tiên cảnh thần tiên trên bảo ngỡ tiên cảnh thần tiên trên bảo đưa trên hoa lá nghi gần đi tần gần ô bình ngân thần mân hoa đào năm mình ngoái nghi mười phân xa bọn kèm xa ô xa ô liệu và xa còn kèm xa ông bảy người mười phân sáng tay ngó qua đi đau đầu đau ôi đau đầu đau nghĩ ông là người tu tâm là người tính đức nghĩ ông bảy đi đưa vào đưa
dưới vào dòng ngồi quân tiên ô xa ô liều và tiên hồi quân tiên ông bảy đưa vào ngơ tiên hồi quân tiên ông bảy đồng tam tứ phổ ý à, các nghĩ tình cơ tình nghĩ cơ ta gặp nhau ô xa ô lưu và ta được gặp nhau tình nghĩ cơ ngỡ nhau là gặp nhau tình nghĩ cơ khi mi thanh quan hoàng bì sơ sách ra xem thấy bốn giờ đi đức nghi nặng tương tuy hay quan hoàng bì người bỏ say một đi với đời ông bảy khuyên ai ông bảy khuyên ai giữ đạo làm người để cửa Phật lấy chữ gì đà là còn bao nhiêu kẻ ngang cường bạo ngược xin đi hai người không nghĩ trước thời sau lúc nhầm thì vào sám hồi không mau sợ câu như ý không so sợ nguyện được lòng tâm đức anh linh ông bảy soi đời vời vời mất đi dư tâm thì tôi phải mà có lưới rời bồ khắp thế gian tuy thưa mà đâu có lọt đi không nghe đường thoát thân đã nên đứng nghi cầm cân này mừng ông lấy giữ tội giữ phúc mà cần đừng có ai khoe ta đây đã dọn về bốn phần cây đức kia mà đã kém bảy cân sao so bằng đừng nghe có đi những kẻ cơ hàn cây đức kia mà tươi tốt ông so về vàng sau này có mi công đàn tiếng hát hôm nay đồ so các con nhang cùng đệ tử được nghi phúc nghi dày lộc dư biết ông bảy ra ai biết ông bảy ra ông so nước tiền tẩy hết bụi sân so thanh cao rời lại được nghi mời phần ghế ông thanh lệnh sai thập nhị cô tiên à cô nào việc ấy mau mau sửa sang ra đứng hầu tiên cô mi nàng cả thì vào phá nước xa tổ sơn lâm vừa đi không bệnh gật đầu vô xếp rồi nạp vào
tiên cô nàng ba thì vào giấc nghi hồ quốc Nga. Thế là vừa ông bảy hoàng trên đất sơn lâm. Đốt đỉnh nhang dầm tiên cô nàng tư, cô mi đốt đỉnh nhang dầm. Ngọt đèn cô kêu tỏ tay cầm móc tiêm. Dựng hộp mì bánh nguyên tiên cô nàng năm thì vào dâng nghề hộp bánh nguyên. Kèo xìu thuốc công ngự cảnh tiên ai dám đi. Tính nết nhu mì tiên cô nàng sau, tính nết cô nhu mì dân nghề hoàn đôi tuân mã để ông đi dẫm đồng. Tiên cô nàng bảy thì vào gầy khúc đàn thông, miệng ca tay múa đàn ngủ âm nghe nó nà. Kiều dòng tám tiếng rước ông về bảo Hà Sơn.